Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhân ngày sinh nhật lần thứ 5 của con gái Tuấn thì Tuấn có làm video này để chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Vâng, rất mong mọi người hãy cùng xem và ủng hộ video cho Tuấn nhé. Vâng, đây là khâu chuẩn bị mà hai vợ chồng Tuấn đang đi chuẩn bị sắp xếp bánh kẹo ra đĩa để chuẩn bị bày ra để cho các cháu đến để chung vui cùng cái bé Ngọc Ánh. Vâng, đây chính là bé Ngọc Ánh mà là con gái thứ hai của Tuấn. Và hôm nay cũng là nhân vật chính của trong bữa tiệc hôm nay. Năm nay bé lên 5 tuổi. Không gọi hỏi mẹ chưa? Cháu bảo bố rồi. Không bảo bố rồi hả? Anh Vina bảo là... Vâng, bây giờ là buổi sinh nhật chính thức bắt đầu. Và tất cả mọi người đang chuẩn bị hát bài Happy Birthday để chúc mừng cho bé Ngọc Ánh. Con sang kia ngồi với em ấy, không biết nhanh. Hả? Con với em biết ngồi cạnh nhau. Đi sang đây cho em. Em biết sang đây ngồi. Vâng, có lẽ là nhân vật chính hôm nay rất là hồi hộp nên là rất là ngượng ngùng trên đám đông. Tuy là buổi sinh nhật là lần thứ 5 rồi nhưng mà bé cũng còn cảm thấy là rất là ngại ngùng. Đi qua đi. Hát này nào, hát nào. Bánh đi, bánh ăn đi. Được chưa, bật quạt chưa? Giờ đây bật quạt đi con ơi, cho mát đi. Đi quay lại bật quạt đi con ơi. Không nhà ra chứ. Cái cánh không nhà ở đi ấy. Cánh có nhà không? Không nhà. Ngồi xuống rồi, ngồi. Chờ đứa em ngồi nào. Ngồi đây. Ngồi đây.
Hai đứa ăn đi nào con ạ. Cứ cho nó ngồi chơi chị. Vâng. Ê cho nó mấy cái kẹo chứ. Cái gì? Cái gì hả? Mấy... Cái gì hả? 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 Cái g